trái tim gửi 5 tín hiệu trước khi suy sụp. Nhận biết các dấu hiệu sớm của ngừng tim, chẳng hạn như mệt mỏi dai dẳng và khó thở, có thể cứu sống một số người. Ngừng tim và đau tim là hai tình trạng khác nhau. Ngừng tim xảy ra khi các chức năng của tim ngừng đột ngột, dẫn đến mất ý thức, ngừng thở. Đau tim là khi máu lưu thông đến tim bị tắc nghẽn, gây tổn thương cho cơ tim. Toàn bộ quá trình ngừng tim đột ngột thường diễn ra trong khoảng 4 đến 6 phút. Bác sĩ sẽ thực hiện hồi sức tim phổi để giúp bệnh nhân tăng cơ hội sống sót, cũng như ngăn ngừa cơ thể khỏi bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào có thể xảy ra. Theo báo cáo của Hiệp hội Tim mạch Ấn Độ, bệnh nhân tim có xu hướng trẻ hóa, thường xảy ra mà không có cảnh báo trước. Hơn nữa, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người Ấn Độ và cả dân số trên toàn cầu. Tỷ lệ ngừng tim đột ngột ở những người trẻ tuổi đang gia tăng do lối sống ít vận động, bệnh tiểu đường, uống nhiều rượu, hút thuốc và tăng huyết áp. Nhận biết các dấu hiệu sớm của ngừng tim có thể giúp can thiệp kịp thời và có khả năng cứu sống người bệnh. Nếu bạn hoặc là ai đó xung quanh gặp phải những tín hiệu cảnh báo dưới đây, hãy hành động nhanh chóng ngăn ngừa tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Đầu tiên là cảm thấy mệt mỏi. Một trong những dấu hiệu sớm của ngừng tim là mệt dai dẳng dù không quá sức hoặc là chỉ tham gia các hoạt động quen thuộc hàng ngày. Các cá nhân có thể cảm thấy rất mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Đây là một tín hiệu cảnh báo từ tim. Sự mệt mỏi này thường kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thứ hai là khó thở. Một dấu hiệu sớm khác của khả năng ngừng tim là khó thở hoặc là thở dốc không rõ nguyên nhân, ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi hoặc vận động tối thiểu. Người bệnh cảm thấy khó thở hoặc là nghẹt thở. Không nên bỏ qua triệu chứng này, đặc biệt nếu xảy ra đột ngột hoặc trở nên tồi tệ dần theo thời gian. Thứ ba là tức ngực. Những cảm giác khó chịu như tức ngực hoặc đau ngực có nguy cơ là dấu hiệu của một số biến cố tim sắp xảy ra. Nếu những cơn đau ngực liên tục xuất hiện ngay cả khi bạn không tham gia vào bất kỳ hoạt động thể chất nặng nhọc nào, tốt nhất bạn nên đi khám đo điện tâm đồ. Thứ tư là hoa mắt chóng mặt. Cảm thấy chóng mặt hoặc lâng lâng, đặc biệt khi kết hợp với các triệu chứng khác, có thể chỉ ra một vấn đề tiềm ẩn về tim. Ngoài ra, đổ mồ hôi không rõ lý do kết hợp với các sự cố ngất xỉu thường xuyên cũng là một dấu hiệu. Và cuối cùng là nhịp tim nhanh không đều. Thường xuyên đánh trống ngực, bỏ nhịp hoặc tim đập nhanh là những biểu hiện cảnh báo chính về nhịp tim bất thường có thể dẫn đến ngừng tim. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.